Quý vị và các bạn, ngày nay yoga đã không còn là khái niệm mới trong đời sống của rất nhiều người, nhưng trên thực tế có phải ai cũng biết rõ tác dụng của bộ môn này. Sự thăng bằng trong tâm hồn và thể xác chính là những gì mà yoga sẽ mang đến cho người tập. Yoga đòi hỏi người tập phải có lòng kiên trì và lòng tin để đạt đến trạng thái như mình mong muốn, do chính mình cố gắng mà được. Tác dụng cơ bản của yoga là mang đến sự khỏe mạnh từ bên trong và chính những điều đó mang lại cho người ta một sắc diện tươi trẻ, rạng rỡ. Trong chương trình Kiến thức cuộc sống ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những lợi ích khi tập yoga. Cuộc sống càng phát triển thì chúng ta càng quan tâm đến sức khỏe và nhu cầu tìm đến sự bình an cho tâm hồn càng cao. Yoga đang dần trở nên phổ biến và là sự lựa chọn của nhiều người ở mọi lứa tuổi. Tập yoga giúp cho cơ thể sự linh hoạt, sức bền, trung lực cơ. Các bài tập với nhiều tư thế khác nhau tác động trực tiếp lên từng bộ phận của cơ thể, gân, cơ, khớp xương, giúp các khớp xương, bó cơ chuyển động tốt hơn, mang đến sự linh hoạt, dẻo dai cho cơ thể. Những bài tập chậm rãi đòi hỏi sự kiên trì, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, chống đỡ cơ thể bằng nhiều tư thế sẽ góp phần làm tăng sức bền cho bạn, giúp tạo các bó cơ dài và chắc chắn, không có mỡ thừa. Hơn nữa, khi luyện tập đều đặn, các bạn sẽ tránh được đau nhức. Việc duy trì cơ thể ở một tư thế quá lâu làm các cơ và khớp xương, dây thần kinh bị chèn ép, khiến cơ thể mệt mỏi. Các bài tập của yoga với tác dụng tăng sự linh hoạt, sức bền, sự dẻo dai sẽ giúp bạn khắc phục được các chứng đau nhức, mệt mỏi. Những bài tập hít thở của yoga hướng dẫn chúng ta thở đúng cách và cách sử dụng hai lá phổi hợp lý nhất. Thở đều đặn và đúng cách rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ cơ thể, điều hòa hệ thần kinh trung ương, có lợi cho trí não và tinh thần. Không những có lợi về mặt thể chất, tập yoga còn có lợi về mặt tinh thần. Từ cái ngày mà cô đi tập yoga là cô thấy khỏe hẳn, không có bệnh hoạn, không có cảm rồi chị hết, mà còn lại người thiện uống dẻo. Cô thấy yoga là cái gì? Là hít thở, là với lại luyện tập cái thân thể của mình nó dẻo và không có bị đau nhức. Nó tóm lại là với cái tuổi lớn 65 tuổi như cô thì nó không bị đau nhức là tốt rồi. Bên cạnh đó, yoga còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và cải tạo vóc dáng. Khi tập các động tác yoga, nguồn năng lượng thừa của người béo sẽ tiêu hao dần, kiềm chế bản thân trước các thực phẩm không có lợi và thói ăn vô độ. Còn người gầy khi đã đạt đến mức cân bằng thì sẽ nảy sinh nhu cầu cần cung cấp năng lượng nhiều. Điều đó giải thích vì sao cùng một bài tập yoga lại có thể áp dụng được cho cả người gầy và béo. Đó là bởi yoga có sự điều chỉnh tùy theo thể trạng từng người, điều phối được cả lượng mỡ trong cơ thể. Nơi nào cần thì đắp vào, sẽ lấy đi nơi nào thừa. Đây là lợi ích mà không phải môn thể dục nào cũng làm được. Yoga giúp bạn điều tiết cơ thể, đào thải độc tố, mang lại sự khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ đó sẽ giúp cho sắc đẹp của bạn rực rỡ hơn. Chẳng hạn sau khi tập yoga, bạn sẽ thấy tinh thần sảng khoái, giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn. Vì thế mà làn da luôn căng mịn, không có mụn trứng cá, mắt hít bọng mỡ và quầng thâm quanh mắt. Cứ như thế, ngày qua ngày, cùng với sức khỏe dồi dào, bạn sẽ cảm nhận được sự hưng phấn từ bên trong cơ thể và mọi người sẽ thấy bạn lúc nào cũng tươi trẻ, rạng rỡ. Ngoài tác dụng nâng cao sức khỏe, yoga còn mang lại cho người tập một thân hình cân đối, gọn gàng, cơ bắp săn chắc, mang lại vẻ trẻ trung, làm chậm tiến trình lão hóa. Ở những người dư cân, các động tác yoga sẽ giúp người tập tiêu hao nguồn năng lượng nhưng lại không tạo ra cảm giác đói, thèm ăn. Trong khi đó, người gầy tập yoga và đạt đến mức cân bằng thì sẽ nảy sinh nhu cầu tiếp thêm năng lượng. Do đó, cân nặng cũng được cải thiện đáng kể. Việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp kích thích sự tuần hoàn máu, giúp tăng hiệu quả của hệ tiêu hóa, giải được các độc tố bên trong cơ thể. Không chỉ thế, tập yoga còn giúp người tập có một giấc ngủ sâu hơn và ngon hơn. Nhờ đó, làn da cũng trở nên khỏe mạnh, loại bỏ được mụn, nám và các vết nhăn. Đối với thai phụ, mỗi một động tác yoga tác động thật sâu vào hệ thống tuyến nội tiết, giúp người mẹ lấy lại sự cân bằng trong việc tiết ra hormone trong cơ thể, đem lại sự linh hoạt uyển chuyển cho cơ bắp, loại bỏ các chứng nhức mỏi phù nề. Mỗi chuyển động của một động tác yoga đều vận hành theo hơi thở của thai phụ, đi sâu vào thần kinh, tạo sự vững mạnh về tâm trí và linh hồn. Hầu như tất cả những sự khó chịu trong thai kỳ đều đến từ tâm lý. Với yoga, bạn có thể an tâm bởi cơ thể bạn linh hoạt, khỏe mạnh, tâm trí cân bằng, linh hồn kết nối yêu thương. Trước đây thì cái môn thể thao mà mình chọn để luyện tập đó là aerobic, và mình sau thời gian nghiên cứu và tìm hiểu cái lợi ích của yoga thì mình chuyển sang yoga được tầm khoảng 5-6 tháng.
Ngoài những cái lợi ích về đem lại một cái dáng vóc cân đối, thon gọn và săn chắc hơn, thì về mặt tinh thần mình cảm nhận là yoga đã đem tới rất nhiều những cái lợi ích. Cái thứ nhất là nó giải tỏa được những cái căng thẳng sau một ngày làm việc của mình. Cái thứ hai là nó giúp cho mình kìm hãm được những cái cơn nóng giận, mình có thể hạ hỏa và mình có thể bình tâm. Đó cũng là một cái bài học trong cái môn học của yoga. Một cái nữa đó là một cái lợi ích rất lớn mà yoga đem lại cho mình, đó là mình không còn bị khó ngủ và thiếu ngủ như trước đây nữa, và giấc ngủ của mình bây giờ rất là sâu và rất là ngon giấc cho đến tận sáng. Từ khi sinh em bé dạy thì mình cũng tìm hiểu về lợi ích của yoga, thì mình tham gia yoga được 6 tháng rồi, và mình cảm thấy là học yoga thì mình cảm thấy mình có một tinh thần rất là tròn trề, sức khỏe rất là dẻo dai. Nói có sức khỏe tốt thì mình mới chăm sóc con tốt được, nên là mình hy vọng mà mình cũng như các bạn là hãy tìm đến, không phải thể thao, không phải môn yoga mà bất kỳ một môn thể thao nào, để sáng dậy mình tập thể dục để cho tăng cường sức khỏe, tăng cường sức khỏe của mình để mà chăm sóc gia đình cho thật tốt. Mình biết đến yoga được 4 năm rồi, nhưng mà trong quá trình vì bản thân của mình mà làm Đà Nẵng thì mình thấy cảm nhận về yoga cũng mang đến sức khỏe của mình rất là tốt, vì bản thân của mình đã sinh được 3 đứa con rồi. Nhưng khi mình đến với yoga mình cảm nhận là cơ thể mình nó không, cảm thấy là không có hay đau bằng, với lại sau khi sinh là trở lại vóc dáng bình thường tốt hơn. Còn nếu mà đó mình thấy cảm nhận những người bạn với mình cùng lứa tuổi mình mà không tiếp nhận về yoga, mình thấy mọi người, các bạn đó về sức khỏe không bằng mình, và về cái vóc dáng thì nó cũng không, nói chung là không phải là mình tự tin nhưng mà cũng bằng mình đó. Đây mình thấy yoga nó mang lại cái lợi ích cho mình rất là nhiều. Các bạn thân mến, tập yoga giúp cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, tinh thần thư thái, nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ai cũng có thể tập yoga, nhưng không phải ai cũng biết tập đúng cách. Nếu tập yoga không đúng cách có thể dẫn đến chấn thương. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những hướng dẫn, những nguyên tắc cơ bản để tập yoga đúng. Nói đến yoga thì sẽ có một số người nghĩ rằng là yoga là uống dẻo, yoga là chỉ có thiền định. Thì nói như vậy cũng được, nhưng mà chúng ta nó chưa đủ, chưa đủ. Và để hiểu được yoga đầy đủ hơn thì yoga không nằm lại ở lĩnh vực là uống dẻo hay là tập luyện một số động tác khó như vậy hay là thiền định, mà yoga còn rất là nhiều cái lợi ích sức khỏe khác. Và yoga, khi đến với yoga thì ai cũng thể tập được hết. Ví dụ như một bạn nào đó mà có vấn đề về sức khỏe, đang nằm trên giường thì chúng ta sẽ tập yoga cho người đó với bài tập hít thở và thiền định, vậy thì yoga ai cũng có thể tập được hết, kể cả em bé có thể 5 đến 6 tuổi, khi em bé đã nhận biết được cái sự là hướng dẫn của người hướng dẫn thì em bé cũng có thể tập được. Nhận thấy những tác dụng tuyệt vời của yoga, người ta đã áp dụng vào việc chăm sóc sắc đẹp, kết hợp liệu pháp thiền trong thiết kế không gian, sử dụng tiếng đồng của nước, màu sắc, kết hợp với các sản phẩm làm đẹp như tinh dầu, kem dưỡng cùng những thao tác massage nhẹ nhàng, đã mang lại cảm giác thư giãn thật sự. Đi cùng với việc rút bỏ hết ưu phiền, hòa mình trong thế giới thiên nhiên, spa còn cho bạn làn da mịn màng, hồng hào và trẻ trung. Xu hướng hiện nay là kết hợp giữa spa và thiền để đem đến cho con người sự thanh thoát tận cùng. Yoga có những cái rất là nhiều cái lợi ích về sức khỏe. Nhưng cái lợi ích lớn nhất mà chúng ta nhận lại được từ yoga đó là hơi thở. Bởi vì con người chúng ta sống nhờ vào hơi thở. Và yoga nó giúp cho chúng ta cải thiện các vấn đề về tinh thần, giúp chúng ta được thư giãn, được thoải mái hơn. Ngoài ra thì
yoga cũng giúp cho chúng ta cải thiện các vấn đề về sức khỏe khác, ví dụ như xương, cơ, khớp, cơ thể chúng ta được săn chắc hơn, khỏe hơn. Nói tóm lại, yoga nó sẽ giúp cho chúng ta ba điều lớn nhất, đó là hơi thở, thiền định và một số động tác của yoga là các asana, giúp cho chúng ta được khỏe khoắn hơn, săn chắc hơn và từ đó giúp chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống và chắc chắn rằng chúng ta có sức khỏe là chúng ta có tất cả. Thưa quý vị và các bạn, dân văn phòng hiện nay mắc phải một căn bệnh được gọi là bệnh văn phòng. Bệnh này có nguyên nhân từ điều kiện và môi trường làm việc, thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính, giấy tờ, gây ra các triệu chứng như đau đầu, đau lưng, đau cổ, mỏi mắt. Để cải thiện tình trạng bệnh này, tập luyện yoga là hợp lý nhất. Các bài tập yoga dành cho nhân viên văn phòng sẽ giúp cân bằng cả sức khỏe lẫn tinh thần cho dân văn phòng, từ đó đẩy lùi được tất cả mọi bệnh tật nhanh chóng. Lưng thẳng lên nào. Hít vào, dang rộng hai tay lên cao, áp sát mang tay. Thở ra, mắt vẫn nhìn về trước, từ từ gập lưng. Từ từ gập về trước, mắt vẫn nhìn về trước. Hạ hai tay nắm lấy bàn chân hoặc là cổ chân. Từ từ tùy ép sau xuống. Hít thở đều. Tư thế này ta gọi là tư thế cây kẹp, giúp kéo giãn các đốt sống lưng, giúp cải thiện các vấn đề về đau lưng. Những ai có vấn đề về viêm đau các khớp lưng và thoái hóa các đốt sống lưng, chúng ta sẽ tập những động tác này, cải thiện rất là tốt. Hai tay chắp lại, kẹp sát mang tay. Hít vào, từ từ rướn người về trước, nâng thẳng lưng lên. Thở ra, vặn xoắn sang phải lần hai. Hít vào, từ từ duỗi thẳng chân phải, hai tay lên cao. Giữ thẳng lưng trở lại. Thở ra, đổi bên sang trái. Mỗi động tác như vậy chúng ta sẽ làm 3 lần. Rồi, sau đó là chúng ta ngồi lại. Ta hít thở đều 3 nhịp, sau đó ta sẽ quay trở lại công việc. Chỉ cần dành ra mỗi ngày 3-5 phút là chúng ta sẽ thực hiện được những động tác như thế này rồi. Và Vương xin chúc các bạn đạt được những cái lợi ích về sức khỏe, về yoga mang lại những sức khỏe cho các bạn. Xin kính chúc các bạn hạnh phúc và thành đạt hơn trong công việc. Các bạn thân mến, yoga kết hợp với thở giúp điều tiết cơ thể, đổ mồ hôi đồng thời thải độc tố qua da. Kết quả là người tập sẽ cảm thấy khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Hơn nữa, tinh thần lạc quan và ngủ ngon giấc sau những giờ tập yoga góp phần ngăn ngừa mụn, sạm nám, nếp nhăn, giúp cho làn da bạn rạng rỡ và tươi trẻ hơn. Luyện tập yoga giúp tăng cường sức khỏe, tinh thần lẫn thể chất. Tuy nhiên, trước khi quyết định tập yoga, bạn cần biết tình trạng sức khỏe mình như thế nào để trao đổi với huấn luyện viên về những bệnh bạn đang mắc phải như tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, đau khớp để được tư vấn chọn bài tập phù hợp. Hy vọng qua chương trình này, các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cho việc tập luyện yoga. Kính chúc các bạn luyện tập thành công và có một sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn. Đến đây, chương trình Kiến thức cuộc sống xin tạm dừng. Mọi thông tin liên hệ xin gửi về Phòng Văn nghệ và Giải trí Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam 58 Hùng Vương hoặc qua email kiến thức cuộc sống@qrt.com.vn. Còn bây giờ, xin chân thành tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.